Burnley với Man City là trận khai mạc giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Màn so tài này diễn ra tại sân vận động Turfmoor. Man City tham dự Premier League 2023-2024 với tư cách đội đương kim vô địch. Mùa vừa qua, The Citizen đăng quang với 89 điểm, nhiều hơn không dưới 5 điểm so với phần còn lại. Đây là chức vô địch thứ 3 liên tiếp của tập thể do huấn luyện viên Pep Guardiola dẫn dắt. Trong khi đó, Burnley là một trong 3 tân binh của giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Burnley mùa trước vô địch Championship một cách thuyết phục. Tập thể do huấn luyện viên Vincent Kompany dẫn dắt giành 101 điểm, nhiều hơn tới 10 điểm so với đội Á quân là Sheffield United. Mùa trước, Burnley và Man City chạm trán nhau tại cúp FA vào tháng 3 năm 2023. Burnley không thể tạo ra bất ngờ khi thua với cách biệt 6 bàn không gỡ tại sân Etihad. Soi tỷ lệ kèo châu Á 1-1-2/0, 5 lần gần nhất làm khách trước Burnley, Man City đều chấp từ 1,75 trái trở lên. Kết quả, The Citizen không thua kèo 4 trên 5 trận và 3 lần mang về niềm vui cho giới đầu tư. Tuy nhiên, không dễ để Man City tái hiện kịch bản có phần quen thuộc ấy. Lý do, The Citizen thua kèo tới 2-3 lần gần nhất chấp đội chủ nhà 1.5 tại giải Ngoại hạng Anh. Man City cũng thua kèo tới 3-4 trận sân khách gần đây thuộc khuôn khổ Premier League. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu 3, cả 2 trận sân khách gần nhất thuộc giải Ngoại hạng Anh của Man City đều chứng kiến không quá 2 bàn thắng. Mặt khác, đây mới chỉ là trận đầu tiên của Premier League 2023-2024 nên cả hai đội có lẽ vẫn chưa thoát khỏi sức ì. Dự đoán tỷ số, Burnley 0-1 Man City.